Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh gây ấn tượng với phong cách mạnh mẽ, thần thái sắc lạnh. Từng chia sẻ có ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Lương Thùy Linh đã sớm có cơ hội thử sức mình với nhiều phong cách, hình ảnh, trang phục khác nhau khi liên tục xuất hiện ở các sự kiện cũng như tích lũy kinh nghiệm tạo dáng trước ống kính. Mới đây, người đẹp Cao Bằng trở thành vợ đẹp cho một chương trình thời trang và hoàn toàn gây bất ngờ với vẻ đẹp hiện đại, mạnh mẽ, khác biệt với hình ảnh nàng thơ thường ngày. Hình ảnh sắc lạnh, mạnh mẽ của Hoa hậu Thế giới Việt Nam Lương Thùy Linh khiến fan bất ngờ. Đăng quang Miss World Việt Nam 2019 hoàn toàn thuyết phục vì sở hữu cả hình thể lý tưởng, gương mặt xinh xắn cùng học thức, khả năng ngoại ngữ đáng nể. Hoa hậu Lương Thùy Linh gần như không gây ra ý kiến trái chiều hay gặp bình luận chê bai nào về nhan sắc từ sau khi nhận chiếc vương miện danh giá. Với hình ảnh mới nhất, Thùy Linh lại càng thuyết phục các fan về khả năng biến hóa hình ảnh của mình. Thanh lịch, quyến rũ khi là ứng viên Hoa hậu Thế giới nhưng khi diện trang phục mạnh mẽ vẫn toát lên nét đẹp quyền lực, cuốn hút. Hoa hậu Thùy Linh bỏ sở dáng ấn tượng không kém người mẫu chuyên nghiệp. Chính ekip thân thuộc của Thùy Linh cũng bất ngờ vì màn lột xác này của cô nàng. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m77, số đo 3 vòng 88-68-92, Lương Thùy Linh được các fan ủng hộ khi là hoa hậu trẻ hiếm hoi xác định theo đuổi sự nghiệp người mẫu, hoạt động thời trang sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Theo học chuyên ngành chất lượng cao kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương cơ sở Hà Nội, đại diện Việt Nam tại Miss World 2019 là thành viên nổi bật trong câu lạc bộ người mẫu của trường. Tại cuộc thi Miss World Việt Nam 2019, Lương Thùy Linh được đánh giá thuộc nhóm thí sinh trình diễn cắt toát đẹp nhất, lọt vào top 5 người đẹp biển, top 3 người đẹp thời trang. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.